Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay của mình. Đây là video đầu xuân năm mới. Mình xin gửi lời chúc đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn, những người đang theo dõi kênh của mình, một năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Và chắc hẳn trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, những người yêu lan, những người đam mê phong lan như chúng ta chắc chắn sẽ tìm hoặc trồng cho chúng ta được những cái cây phong lan theo ý của chúng ta để chúng ta chơi Tết. Thông thường những dòng lan chơi Tết sẽ tập trung chủ yếu ở ba loại khác nhau, đó chính là dòng lan Denso, dòng lan Hồ Điệp hay dòng lan Nghinh Xuân. Tất nhiên cũng sẽ còn những dòng lan khác các bạn ha, nhưng đó mình nêu ra là những ba dòng lan chính. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra cho những người mới chơi phong lan là cái cách chúng ta chăm sóc phong lan như thế nào sau khi chúng ta chơi hoa Tết để cây nó không bị suy, không bị yếu. Thì để trả lời câu hỏi này, mình sẽ chia ra làm 3 video khác nhau để ở 3 cái dòng lan khác nhau dành cho những bạn mới chơi phong lan. Và trong video này, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cái cách chúng ta có thể chăm sóc cái cây lan Denso sau khi chúng ta chơi hoa Tết như nào cho nó hợp lý các bạn nhé. Thông thường dòng lan Denso để chơi hoa Tết các bạn sẽ có hai loại. Một là loại là các bạn có thể tự trồng và đã thuần chậu, thuần cây. Loại thứ hai là các bạn mua về từ nhà vườn, tức là vẫn còn ở trong bầu của sơ dừa. Đối với những dòng mà các bạn đã trồng lâu năm, nó đã thuần chậu, thuần cây như thế này rồi, thuần giá thể của các bạn rồi, thì một điều mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là cái việc mà chúng ta chơi hoa Tết, chúng ta đừng có chơi hoa quá lâu, tránh cái trường hợp mà chúng ta chơi hoa lâu quá dẫn đến cái việc mà cây nó bị suy, nó bị yếu đi. Bởi vì trong cái thời điểm mà nó lui hoa như thế này, nó sẽ tốn rất nhiều sức đó. Nó tốn rất nhiều sức, cho nên là nếu chúng ta cái lạm dụng quá, chúng ta chơi suốt nên bao giờ cái bông cuối cùng nó tàn ấy, thì cái cây chúng ta nó sẽ rất là yếu đó. Cho nên một lời khuyên là các bạn, là đầu tiên là các bạn nên cắt bỏ những cái vòi hoa mà nó đã lở gần hết rồi để chúng ta dưỡng lại cái cây của chúng ta ha. Như ở đây mình đang có một chậu lan mà mình ghép ở hai loại hoa khác nhau. Hiện nay thì những cái bông như thế này nó cũng đã tàn hết, chỉ còn hai bông ở trên. Mặt hoa thì vẫn còn rất là đẹp, nhưng mà mình sẽ quyết định là mình cắt đi những cái vòi hoa như thế này nhá, để chúng ta dưỡng lại cái cây. Đấy là cái bước đầu tiên chúng ta cần phải làm. Đó, cái mặt hoa cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Nhưng mà chơi hoa mà chơi kiệt như vậy thì chúng ta vắt sức của cây quá, nó sẽ dẫn đến cái việc mà cái cây chúng ta rất nhanh bị suy, và khi mà cây bị suy rồi chúng ta phục hồi lại thì rất là lâu. Thì đây là cái giò lan mà chúng ta vừa mới cắt hoa xong này các bạn này. Thì các bạn để ý những cái giò lan của các bạn, những dòng lan Denso mà khi bạn chơi Tết xong ấy, thì thông thường những cái cây mà chúng ta chơi hoa Tết xong là những cái thân của nó đã bị teo, bị tóp lại một phần do cái quá trình mà nó mất nhiều sức để nó nuôi cây. Thì cái việc phục hồi lại cái cây này là chúng ta cần phải phục hồi lại cả rễ, phục hồi lại cả lá. Thì tất nhiên là những cái thân teo tóp như này thì nó sẽ không thể nào mà nó to lại được đâu các bạn nhé. Nó sẽ chỉ là phục hồi để cho nó ra những cái mầm mới và ra những cái lá mới thôi, hoặc là những cái bộ lá của cây nó xanh hơn thôi. Chứ còn nếu mà phục hồi mà từ lá vàng ra sang lá xanh thì mà bác nào mà phục hồi được thì bác ấy là cao thủ rồi, thì em cũng xin học hỏi. Còn cái việc mà phục hồi cây như này, chúng ta cần phải quan tâm đến điều gì? Đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến bộ rễ và bộ lá. Và các bạn cũng nên để ý một chút là đối với dòng lan mà các bạn tự trồng, tự chăm sóc ấy, thì các bạn còn thể biết được là các bạn đã sử dụng những loại phân bón gì. Nhưng đối với dòng lan mà các bạn đi mua về để mà các bạn chơi Tết ấy, thì các bạn không thể biết được là nhà vườn họ đã sử dụng những loại phân bón gì. Đôi khi họ phun rất nhiều các loại phân khác nhau, dẫn đến có thể là chúng ta mang về nhà chúng ta chơi một thời gian sau là cây chúng ta nó bị ngộ độc cái phân bón đi mà chúng ta cũng không biết. Thì một lời khuyên dành cho tất cả các bạn, những người mà mới chơi lan, nhất là những dòng lan Denso này, đối với những dòng lan này mà sau khi chơi Tết xong, các bạn nên sử dụng loại phân bón đầu tiên, đó chính là Amigreen này. Cái Amigreen này, cái tác dụng đầu tiên của nó đối với cây lan đó chính là nó giúp là phục hồi lại những cái cây mà sau khi chúng ta chơi hoa. Đó là cái công dụng đầu tiên của Amigreen. Thì nó sẽ giúp cho cái lá của cây nó xanh hơn mà đậm hơn.
Và đặc biệt Army Green này nó rất phù hợp với những dòng lan mà chúng ta chơi cả thân và lá quanh năm. Và cái công dụng thứ hai của nó đó chính là giải độc cho những cây lan khi chúng ta bị chúng ta phun phân bón quá nhiều. Đó là cái công dụng thứ hai, là cái công dụng mà cũng rất là tuyệt vời của Army Green nó mang lại cho chúng ta. Cái công dụng thứ ba đó chính là nó rất tốt cho lại bộ rễ và mầm con, làm cho cái lá nó cũng xanh hơn. Thì ba cái công dụng này thôi nó đã cực kỳ phù hợp cho cái giai đoạn mà sau khi chúng ta chơi hoa Tết này. Đó chính là những cái điều mà chúng ta bắt buộc cần và mong muốn cây lan chúng ta nó lại ra những cái rễ mới hoặc ra những cái chồi mới để nó có những cái mầm mới để phục vụ chúng ta cái việc mà chơi hoa tiếp theo. Thì chỉ cần ba cái đó thôi, chúng ta cũng đã mình đã thấy là Army Green nó cực kỳ hay. Và các bạn chỉ cần phun Army Green cho mình khoảng chừng 3 lần, nhưng sau khi các bạn phun 2 lần xong, các bạn đã thấy cái cây của các bạn nó sẽ khác hoàn toàn, nó xanh mà nó đẹp hơn rất là nhiều. Vậy thì lưu lượng mà chúng ta cần phải sử dụng như nào và chúng ta phải sử dụng bao nhiêu lần? Thì thông thường thì mình sẽ sử dụng khoảng chừng 3 lần đối với Ambigreen, mỗi lần cách nhau khoảng chừng 1 tuần. Cái liều lượng thì các bạn có thể là phun theo cái liều lượng của nhà sản xuất họ chỉ định, họ in ở sau bao bì như này các bạn nhé, các bạn hoàn toàn có thể làm theo. Và mỗi lần các bạn phun nhà cách nhau khoảng chừng 3 lần, các bạn sử dụng 3 lần xong thì cái cây của các bạn nó sẽ khác hoàn toàn, nó sẽ xanh và nó khỏe lại rất là nhiều. Sau khi các bạn sử dụng 3 lần Ambigreen xong thì các bạn nên sử dụng lại cho mình cái loại phân bón LPK 30-10-10 này. Cái loại 30-10-10 này là nó có nhiều nồng độ đạm, nó sẽ kích thích cho sự phát triển của những cây lon và những chồi lon. Thì đây là giai đoạn mùa xuân cho nên là dòng lan của chúng ta nó sẽ bắt đầu chuyển vào cái giai đoạn mà nó nảy mầm ra những cái cây con rất là nhiều. Cho nên là 30-10-10 này cho cái tác dụng là nó thúc cho những cái cây con mới ra nó phát triển nhanh hơn, và những cái cây mà sau khi chúng ta chơi hoa xong nó cũng sẽ giúp lại những cây nó phục hồi lại một cách nhanh hơn và cây nó sẽ đẹp hơn. Thì 30-10-10 này các bạn nên sử dụng cho mình khoảng chừng 3 lần, mỗi lần cách nhau khoảng chừng 1 tuần. Các bạn sau khi các bạn sử dụng 30-10-10 thì các bạn nên chuyển cho mình sang cái chế độ thì các bạn là dùng cho mình là 20 đều này. Thì 20 đều này chắc là gì? Đạm lân và kali lúc này nó đã cân bằng lại trạng thái, nó sẽ đều nhau thì nó giúp cho cái cây nó sẽ ổn định hơn. Cái 20 đều này các bạn có thể dùng thông suốt trong cái quá trình phát triển của cây. Mỗi lần các bạn phun cũng nên phun cho mình cách nhau khoảng chừng 1 tuần. Ví dụ như là đối với những người mà không có nhiều thời gian thì các bạn nên sử dụng vào ngày chủ nhật, cố định vào ngày chủ nhật. Thì chủ nhật tuần này chúng ta phun, chủ nhật tuần sau chúng ta cũng phun lại. Thì như vậy chúng ta sẽ đỡ bị quên đi. Và cái này thì cũng như mình nói là các bạn có thể dùng thông suốt trong cái quá trình phát triển của cây lan các bạn nhé. Thì nó sẽ giúp cho cây chúng ta nó phát triển ổn định hơn. Thì với ba loại phân bón này, nếu các bạn đặt mua thì bên mình sẽ gửi đến các bạn với giá cực kỳ ưu đãi, đó chính là chỉ có 150.000 bao ship toàn quốc, 150.000 bao ship toàn quốc. Và ở đây thì Ami Green nó sẽ là một cái loại phân sinh học, nó là phần đồng dòng đặc chủng cho nên giá nó sẽ hơi cao, nhưng mà bên mình sẽ bao ship đến các bạn chỉ với 150.000 thôi. Thì các bạn có thể sử dụng và chăm sóc cho rất nhiều giò lan khác nhau chứ không phải chỉ một giò, mà chăm sóc trong cả một quãng thời gian rất là dài. Cho nên là tính ra thì nó lại rất là rẻ. Và số điện thoại mà các bạn đặt hàng có thể liên hệ với mình đó chính là 098 125 8319. Số này thì mình đã kích hoạt Zalo các bạn nhé, cho nên các bạn cũng có thể liên hệ với mình qua Zalo. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay xin hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp lại nhau ở trong những video tiếp theo các bạn nhé. Trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cái cách mà chúng ta chăm sóc lại những cái cây hồ điệp sau khi chúng ta chơi hoa.